Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình đi tới đây thì mình gặp được ông ruồi mọi người. Mình cũng lại quay lại cho mọi người cùng xem ha. Thì nó ở cây tràm mọi người. Rồi mọi người cùng đi theo mình bắt ong nha. Rồi ok, mình sẽ quay vào đó cho mọi người cùng coi ha. Thì đó, nó ở trên cái cây tràm này mọi người này. Đó, cây này cũng gọi là cũng thấp thôi, không cao thôi. À, có khoảng 4 mét. Rồi, mình sẽ quay sát lại cho mọi người cùng xem nha. Đó, em nó trên kia kìa. Mình zoom xíu lại cả. Ồ, xa quá. Không thấy đâu. Thôi, để mình leo lên mình quay cận cảnh cho mọi người cùng xem nha. Giờ mọi người cùng theo dõi nhé. Rồi. À, mình lên tới rồi, đó, ổn rồi. Đó, nó này. Quay sức chơi cho mọi người xem. Đó. À, nguyên ổ tròn á. Rồi. Lên xíu nữa ngắm xem cái bộ mặt nó thế nào. Cây này có kiến đầy cho mọi người. À, kiến vừa đầy cây à, kiến vàng. Là từ nãy giờ ăn thua đó hả? À, quay trên xuống cho mọi người cùng xem nha. Đó, cẩn cẩn luôn này, trên đấy này hả? À, nói chung em ăn này đúng rồi. Còn cuối mùa rồi thì nó cũng không được nhiều mật đâu mọi người. Để mình coi. Ồ, nó còn nửa không mọi người. Còn nửa mật rồi. Mình cũng lấy xuống luôn đấy. Còn nửa. Lấy xuống luôn. Cái cây này kín cắn quá. À. Rồi. Túm được em nó rồi. 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 Đó. Chắc mình là mình cất tạm để lại mọi người. Không phải tăng gì đã. Đó, mình tách tàn ra rồi mà. À, mặt mấy tàn mình để riêng hết ra. Giờ mình xuống luôn.
cái tàn để mình để ra đây cho nó ấy, chứ cái nhộng này nó cũng già rồi, không làm gì cái đấy đâu. Rồi mình gác lại đây cho nó nở đi. Rồi gác tàn trên này luôn ha, mình xuống đây. Đây, người ơi, xuống ở đây. Bò ong này. Mình chỉ lấy được cái cục mình này thôi. Đó. Đó. Này còn nửa à. Nó kiểu như cuối mùa mọi người. Đó. Kiểu như cuối mùa nó chỉ được nhiêu đây thôi. Nửa. Thôi, cũng được. Chờ kiến nó cắn mình. Chắc nó dặn gọn rồi mình đi bỏ bọc. Bấm nó gọn gọn mà cũng tròn lắm mọi người thấy không? Nhưng mà cái đấy không được nhiều mật. Kiến nó cắn mình. À mọi người thấy không, nó bay, nó bu lại rồi. Nó bu lại rồi. Đang bay lằng nhằng. Rồi thì thôi mình cũng đi về xe thôi, mình đi về thôi rồi. Được cục ngọt vầy. Thì đúng ra thì nói chung là bây giờ ở đây người ta bắt nhiều quá rồi, lâu lâu mình đụng thôi, giờ đụng ong ruồi ong nhỏ thôi, chứ còn ong lớn giờ thì cũng chả thấy nữa, cũng không bắt gặp nữa, chả quay được rồi đâu mình coi. Rồi cái xe mình đây nhắc thôi rồi. Rồi thì mình nhét nó vào bọc nữa. Cho nó vào, quấn nó lại. Rồi mình về thôi. Cái đây còn kiến vẫn còn cắn này. Cái lỗ cho nó ra. Đó, cái lỗ vào. Cho nó ra. Đừng để lỗ nữa. Cho bên dài trước chứ. Sải quá. Quên dao nữa chứ. Bẻ không. Đó. Như vậy thôi. Buộc lại. Rồi. Ok. Đó, đặt chai mọi người. Hả? Rồi, mình đi cuộc xong rồi mọi người.
Rồi mình cũng xin tạm dừng video tại đây mọi người. Nếu mọi người thấy hay, hãy like và chia sẻ, đăng ký ủng hộ mình nhé. Rồi, bye bye mọi người. Bye. Hẹn mọi người lại video sau nha. Bye.